Xem tay tí được không? Xem tay này. Làm gì đấy? Xem chân nào. Xem chân xích kia nào. Trường hợp hôm nay mình đi thăm này là bằng tuổi em à? À. Thế là bị như này lâu chưa? Mười bốn, hai lẻ, hai mười bốn là nhốt. Thế là trường hợp này là bị tâm thần xong là đi đánh người à? À, rất là nguy hiểm đúng không? Có vợ con gì không? Vợ bỏ rồi. Thế có con không? Con ở với ông bà. Con lớn chưa? Lớp 8 rồi. À. Ăn uống mọi cái là bên này nấu không mang qua. Bây giờ bên này còn bên này nấu. Xong rồi đưa cơm sang đây. Mình vào có sợ tí rứt dây đánh không? Em quen gì? Quen thì quen nhỉ, lúc nó lên cơn thì cũng chẳng biết được đâu nhỉ. Thế người trong nhà có ai bị đánh không? À, đánh cả người nhà rồi. Thế nguy hiểm nhỉ. Ai giờ? Nhà này trước có đường đi chứ em. À, có đốt lửa. À. Chào em nhé. À, lên. Thế là mang cơm sang cho em à? Không mặc quần à? Không mặc quần. Không không mặc quần áo à? Ui. Chắc là thế là buộc chân à? Toàn bộ khu nhà nó xé hết, nếu mà không buộc lên nó đẩy hết phá toàn bộ như này, nó làm hỏng hết toàn bộ khu nhà. Làm cái nào nhỉ? Quá nhỉ. Bây giờ là huyện Hà Giang, bây giờ Hà Giang có chuẩn bị giàu có, phát triển kinh tế của xã hội. Nói chính trị áp hết đấy nhỉ? Vẫn chung mua được, vẫn nói chuyện được. Vẫn nói chuyện được gì? Ờ. Có biết anh không? Có biết anh không? Đồng chí là con ông ta. Ờ, đúng rồi. Đồng chí là học, bây giờ học ở bên Canada, ở Cức Lết, đúng không? Ây da, xa thế? Hiểu biết rộng đấy nhờ. Con này là đồng chí, của đồng chí Thanh, cười bạc. Nói chuyện là chính trị áp hết. Biết đồng chí này không? Biết đồng chí này là của ông Dậu. À, vẫn biết tên à? Con ông Dậu, con cũng là anh trai của nó, cũng là công an đúng không? À, chuẩn đấy. Không thiết được đâu. À. Thế thế bỏ bỏ à, bỏ chăn ra đi. Đấy. Mặc quần vào chứ. Phải cuốn cuốn quần vào. Không. Đấy, cuốn chăn vào. Đúng rồi, cuốn cuốn chăn vào. Cuốn bên dưới à? Cuốn vào, cuốn cuốn hẳn vào. Cuốn hẳn vào, ai lại hở hở ấy ra thế. Đây là con tá này. Ôi. Mẹ nó là mẹ nó là bọn bạn đi lễ. Không có chỗ nào nó sáng sáng nhỉ.
bố mày là công an đấy. Thế hôm nay ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn được nhiều không? Ăn được nhiều. Ồ. Trước khi tao bảo công an đấy, tao bảo là công an thế nào? Là chỉ nói là lũ này thôi, nhưng trước bảo cứ kỳ là bộ công an đấy lại. Xích. An ninh từ từ, về an ninh về xã hội. Cái chỗ ông nhậu chết là chỗ này này. Ông nhậu chết là chỗ này này. Đây chỗ cái nhà này chỗ mà bà Lan lên cơm. Ăn cơm một cái cho chị ơi. Làm gì cũng cho cái gì mà ăn cơm. Dài vàng vàng. Thế là trước là đóng riêng một cái cúi ở đây. Trước là đóng cúi rồi, bây giờ còn một vài thanh đây. Nhà à, phá quá. Thế là khu này nó phá hết, toàn bộ khu này nó phá hết, ngổn hết rồi. Thế đây là anh trai của em à? Vâng. Thế là trước đây là nguyên nhân bị như này có biết không? Gia đình có biết không? Bị thì lúc đầu nó đi làm thì trước có một thời điểm là đi làm về thì từ lúc đấy về là cứ hát xong hò. Là về đến nhà là nhảy các kiểu loại múa các kiểu. Thế cúng chưa? Cúng nhiều lắm. Cúng rồi cũng không khỏi, đưa đi viện cũng không được à? Mỗi lần tức là em cũng gia đình cũng điều kiện hoàn cảnh cũng khó khăn nên là đi chỉ đi bệnh viện tỉnh thôi. Đi bệnh viện tỉnh thì họ chuẩn đoán là bị tâm thần à? Tâm thần phân liệt. Thế là trước đây đi làm cái gì vậy? Trước cũng đi làm thuê, anh cũng đi làm thuê mà đi. Thế trước có đi lính không? Không, không đi lính đâu gì. Thì em nói chung là em cúng nhiều lắm, nhưng cúng nhiều nhưng không được. Đợi đi bệnh viện đi một hai lần, mỗi lần ở một hai tháng, cuối cùng có đỡ được một thời gian, được 2 năm ấy. Là được 2 năm đỡ được. Sau lại tái. Tái là không khỏi được nữa. Cuối cùng thì em không chịu được thì không, bây giờ không biết là cái nào thả ra, bây giờ bỏ ra như thế này thì phải trông cả phải ngày trông. Đêm luôn, tức là nó không ngủ thì mình ngủ. Em trông được 1-2 tháng là mệt quá, cuối cùng đợi anh em bảo không biết làm kiểu gì. Nếu mà thả ra là phá hết. Là phá. Quan cái là không được. Cả đánh người nữa. Có đánh người không? Trước tôi đánh mẹ em xương hết. Cũng dám đánh cũng đánh mỗi mẹ thôi gì. Còn người lạ có dám đánh không? Lúc đấy là cũng trông liên tục 1-2 người cứ theo liên tục là nó cũng không không dám đánh. Đến lúc cũng sợ ấy nhỉ. Người ta là nó ra cứ nghịch ở đấy thôi, nghịch ở nương người dẫy à. Hết cách rồi, vợ con nó cũng vợ cũng bỏ rồi. Rồi. Thì con 2 đứa bây giờ theo em thì em chăm hết. À, có 2 đứa con à? 2 đứa con lớn là ba ở đây hết mà một con. Đứa lớn là bao tuổi rồi? Học lớp 10 đang cấp 3. Đứa lớn lớp 10. Đứa bé là mấy tuổi? 8. Lớp 8. Con trai hết à? Một trai một gái. À, đứa lớn là con trai. Đứa lớn là gái. Đứa thứ hai là con gái. À, trai. À. Trước bọn em ở đây cùng ở đây một nhà này vẫn còn tốt mà nhỉ? Về sau vợ bỏ đi thì nhờ bố ở nhà, bố em cũng đang bị tai biến. À. Bố bây giờ ốm nữa. Đấy thì một mình em. Thế là nhà em có mấy anh em? Em có 3 trai. Ba trai ba gái. Em là từ mấy? Em là út. Thế là anh là bị từ năm 2014 à? Bị trước có một thời điểm là bị được, tức là được 2 năm là ông bị rồi, trước là bị xong rồi cho xuống bệnh viện được. Được thời gian là. Được 2 năm tròn, đúng 2 năm là lúc đấy là anh ấy hết. Trước là anh bị xong là cũng phá kiểu này, xong về sau ấy, anh khỏi được 2 năm rồi anh lại làm, anh lại sửa, khắc sửa lại hết toàn. Lại khắc biết sửa. Lại sửa hết nguyên vẹn được như bình thường mà. À, cũng biết sửa nhà cửa các linh tinh này hết rồi. Sửa hết toàn bộ như giống như nhà bình thường, nhưng mà về sau ấy thì là có ông anh đi làm 1 năm về thì bảo là tối đấy thì tổng kết liên hoan ông anh uống rượu. Uống rượu là lại bị. Uống rượu vào xong là bảo ăn cả thịt chó. Đấy anh em thế là về từ trên đường về nó bị rồi mà. À thế thì là bị. Em... Do uống rượu vào nó kích thích hỏng cái dây thần kinh đấy nhỉ. Một trước là ông làm cúng nhiều lắm. Biết làm cúng à? Không, tức là ông bị kia này ông toàn làm cúng thôi. Còn làm cúng xong nhảy như kiểu nhảy lửa nhảy nước kìa. À biết làm cúng à? Không biết nhưng mà ông bị kiểu này nó làm ấy, tức là rồi rồi biết hát các kiểu mà à không biết
thế là cũng có vong hay như nào nhập đấy nha, không phải mê tín đâu. Bây giờ thì bỏ ra thì được, thả ra thì được, nhưng mà đấy, chui ra đây à? Cúng này, làm cúng này đúng không? Không biết, tự nhiên không biết nói như này, không biết đọc cúng như này. Nó làm nhiều lắm, lúc đấy cái nhà còn nguyên vẹn này, nó làm nhiều vòng, cứ làm như này. Thế sao không cho đi học làm thầy cúng? Thì bây giờ nó như thế này thì không làm được. Không biết đâu, cho đi làm theo thầy lại khỏi. Nhiều người đấy nhớ hết đây đúng không? Nhớ hết các cán bộ xã xếp đây, nhớ hết đây đúng không? Trước học hết là mấy? Hay là 9 à? Cũng có nhiều người là bị như này mà đi theo thầy, đi theo ấy làm cúng. Em đi chùa, xuống chùa, đi xuống chùa Hà Giang này. Không được. Em cho đi xuống chùa tận ở cái chùa. Tên gì nhỉ? Anh em tên gì nhỉ? Minh à? Minh ơi. Đội kia vẫn cho đi học. Đang làm gì đấy? Hả? Minh. Đang làm gì đấy? Đang làm gì? Ốp sổ bà ta nước bạc. Ốp sổ bà ta là. Ốp. Che cái súng ống vào. Che vào. Đấy, thế. Đúng rồi. Che vào, đấy. Tay to khỏe nhá nhỉ. Đấy. Thế là biết làm cúng à? Minh. Biết làm cúng à? Phải khóa xích vào. Có đau tay không? Xem tí được không? Xem tay tí được không? Tay này. Ồ. Đau không? Xích này đau không? Bình thường á? Không đau đâu gì? Mẹ đó bùa tiền lệ kìa. Che vào. Không đi cắt đấy. Che vào. Che hồ ơi. Yeah. Chế hồ chế lùng củng đấy. Đấy, chế hồ chế lùng củng mệt lắm nhỉ, cất đi. Đấy, cất đi. Thế à? Thế trước ở với anh Minh em là anh này có đánh lần nào không? Chú ký một gái đấy, tôi nói chú ký là phải là chú ký cam, không phải chú ký. Chưa bị đánh lần nào đâu đúng không? Anh chăm lắm, chăm chỉ lắm, nếu mà không bị cái này là. Chịu khó. Chịu khó lắm. Làm gì đấy? Chú ký đâu mà đi cùng đoàn của thầy đi Trung Quốc đấy. Chú ký đâu phải chú ký đấy. Nếu mà không bị cái này thì sao? Không mới đi được. Thế à? Mà giống này tôi. Thế biết viết chữ nho à? Minh biết viết chữ nho à? Đi khơi có đi. À. Thì trang nhà mình đi từ bỏ. Giỏi đấy nhỉ? Đi từ bỏ như thế này. Đây. Nhà em ấy thì rất là to. Có một cái giường của em là nó còn chú ký là chú ký bắt là chú ký như thế. Vẽ hết toàn bộ lên hết toàn cái này hết xong rồi sao không khỏi thì toàn viết chữ nho hết à? Em đi tàu hết chỉ bây giờ ngày xưa là nó tiền đi đá bóng đi đá bóng họ nuôi ACB Đà Nẵng ấy à? ACB Đà Nẵng rồi áp phết đấy nhỉ, tỉnh táo hết đấy, nó có cơ sở phết đấy nhỉ. Đi đá trận nào ở bên kia không? Cũng về đùa đâu mà. Đang tắt lợn rồi đấy. Đi là gì ạ? Thế hôm nay thì đá bóng không? Không. Không biết đá bóng, tôi biết đây từ trước. Trước cầu thủ ở bên ACB Đà Nẵng à? Ừ, đá ủy ban. Một đá ủy ban. Xem chân nào. Xem chân xích nhá nào. Xích này. Rồi, che cái chế ngô, chế lủng củng này đi. Nào, đưa chân ra xem nào. Chân này, xích to này. Có đau không? Chắc là cũng quen rồi nhỉ. Cái xích bên kia là bị đứt à? Tay bên kia là bị đứt à? Không đứt đâu, nó cũng à. Cái này sắp bị tụt ra rồi. Ừ. Biết đấy đúng không? Vì sao em xin mối của trường mình nhé. Thế ăn uống là vẫn bình thường gì em? À.
Thích ăn cái gì? Thích ăn cái gì? Mình. Mình thích ăn cái gì? Thích ăn bulatit. Bulatit. Bulatit là món gì? Sả ngồng ấy. Rồi. À uống bia. Rồi. Thế là vợ trước đây là chăm sóc được mấy năm xong rồi không khỏi, thế là vợ lại đang đi về. Đi năm ngoái mà đang à, vừa đi năm ngoái à? Năm kia rồi, 2 năm rồi. Thế là lấy chồng mới à? Đi lấy chồng mới nhưng mà chồng ở tận đâu biết không? Ninh. À. Cũng vừa bệnh Bạch Ngọc. Ồ, tận bên kia cả. À, cũng lấy người giao gì? Thế là hàng ngày là em đưa cơm lên đây cho hay là con mang lên cho? Tức là nếu mà con không đi học cả ngày thì là em lên à. Con có bây giờ là hai anh em nó là ở dưới nhà em hết. Vâng. Bây giờ ông anh bị như thế rồi thì rồi. Mình trách nhiệm thì cứ hộ thôi thì còn ừ, thế đi về nhà chơi về nhà em một tí nhỉ. Vâng. Ừ. Quay qua một chút cho mọi người được biết là hoàn cảnh của em Minh nhỉ. Đấy. Qua video các bác thấy bây giờ là một mình ở đây cứ nói làm nhảm đây thôi, phải xích vào đây. Qua lời kể của em trai ấy là phải xích như này, không xích như này thì đi ra ruộng nương rồi là anh ấy nhảy rồi là phá rừng, phá núi rồi là phá đồ đạc linh tinh. Nhà này là vẫn còn đẹp đấy chứ nhờ. Ừ. Đúng là nhà không có ai ở cái nó mốc meo nhỉ, thành nhà hoang. Con thì trước con ở đây suốt chứ. À. Và là bây giờ con đi học cấp 3 ấy. Thế là không. Thì bây giờ em một mình không chạy được nhiều. Thế là trước con cũng ở đây à? Trước là vẫn còn, trước vẫn còn nguyên vẹn nhiều mà vì ông phá nhiều quá nên là về sau thì con cũng đi ra huyện học. Thế bây giờ như anh có ý tưởng là bây giờ tu sửa lại xong là làm cái cũi cho ông ấy có được không? Được mà. Thế là mình bảo là mấy ngày sau nữa thì em với thằng cò nhà nó xong là lên sửa lại hết toàn bộ. Thì bây giờ cũng một mình em cũng không biết đi làm ở đâu rồi thì là em nuôi gà ở dưới này xong là rồi, nuôi gà. Ở với ông luôn thì đỡ ông đỡ bị ấy. Rồi. Cơm nước thì nó cũng sẽ không bị không hỏng nhà đi. Nhà tốt chứ, nhà hàng lớn nhưng mà con cũng lớn nhưng mà. Nhà hàng mấy gian, 7 gian mà nhỉ? To. Nói chung là em cũng chứa nhiều rồi, bây giờ không. Nói chung là bây giờ là cái này là do tâm thần thôi, do bệnh mất trí. Đi mấy lần rồi đấy. Rồi. Cái này thì khó đấy nhỉ. Nói chung là cái những người bị như này là khó lắm. Bây giờ mình mà thả ra ấy. Mùa màng là nó lấy dao nó chém hết. Cầm dao đi chặt hết. Nhưng chưa đánh ai ở dọc đường đâu gì? Chưa đánh, nhưng mà bọn em quản theo từng tí một mà. À, phải đi theo. Ông đi theo mà, đi lên. Có ngày ông vòng từ trên kia xuống, xong lại ra đây lại vòng. Cứ em phải đi theo hết. À. Một tháng chờ em bảo nản, bây giờ không làm được cách nào. Thì gia đình cũng phải ý kiến bố mẹ cũng bảo thế. Bây giờ thôi thì không biết làm cách nào. Xích thôi. Xích để đấy thôi. Không cho đi nữa. Bây giờ đi thì bây giờ phá của họ. Bây giờ suốt ngày trông thì mình không làm được việc. Đúng rồi. Phá của họ thì họ lại bảo họ em bắt đền, bắt đền. Nhất là đang mùa ngô này, không đi ngô chặt hết thì thôi. Nó chặt mấy cái cây con của họ trồng đến chặt nhiều lắm ấy. Xong rồi còn chưa lường trước được đúng không? Biết đâu lại đi lang thang không, ông lại đánh người thì. Ông gần toàn về nhà em vứt hết toàn bộ bát hương đi hết. Ôi giời. Ngày vứt mấy lần rồi. Thế thì thế xích như này là bao nhiêu năm rồi? 3 năm xích như này rồi. Không nhớ được cái ngày đấy nhưng mà chắc là nhưng mà cũng khoảng đấy rồi đúng không? Ông anh đấy mà không bị như thế này là ông anh ấy trang bị nhà đủ hết thì mà tiện nghi là ông. Nhìn nhà là cũng đầu, bếp, đa, các... có hết rồi mà. Trước là cũng đi làm thuê kiếm tiền ác à? Ừ,
hai vợ chồng cũng nói chung hai vợ chồng cũng làm nữa. Thì ông này làm ra cái nhà này được mấy năm thì ông đi. Hay là lại đào nền nhà nhất lại bị bị xong mới làm nhà lên đấy à? Vâng. Bị nhưng mà nó khỏi thì nó đỡ. Ừ. Và cái này thì là bị tâm thần nhỉ? Yeah. Ừ, là bị bệnh tâm thần. Chị với em trông mấy người trông được một tháng. Không khỏi. Đợt 2 là không khỏi. Đây bây giờ. Bây giờ em ở với bố mẹ ở trên này à? Cái bị tuột à? Nó đi ăn ngô đấy. Ừ, húc nhau. Con này là húc đấy. Chào anh Bí Thư nhá. Đây là Bí Thư thôn nhỉ? Cùng thôn Tiến Minh đây à? Vâng, vâng. Dạ, em gần đây không? Dạ, em đây này. À, sát đây à? À, đây bố. Bố Lạnh Tiến. Bố là... Cái gì nhỉ? Em này... Tên gì nhỉ? Em vừa mới... Trần Văn Đàn. Đàn... Đàn à? À, Minh Đàn à? Anh là Minh nhỉ? Vâng, anh là Minh. Ừ, đi vào đây đi nhỉ? Cháu chào cô nhá. Cô chuẩn bị đi lấy... Đi lấy cảm ơn này. Lấy cái gì cỏ, đấy? Cỏ cho con trâu. À, lấy cỏ cho trâu à? Vâng. Ồ, buồn lắm rồi. Buồn lắm rồi. Con vì sao vì đêm thì buồn. À, cái rồi. Cái ông thì muốn tay đến một chỗ đấy. Vâng. Gia đình thì nát hết, buồn hết. Rồi, rồi. Thế là con trai là Minh là bị như thế nhỉ? Ừ, bây giờ ông là vừa bị tai biến à? Tai biến thì là nằm một chỗ. Vâng. Cũng 3-4 năm rồi. Vâng. Rồi rồi. Thế cháu đi lên thăm ông tí nhé. Đàm ơi. Anh cũng chả biết mua cái gì, hôm nay đi thấy em giấu trưởng thôn mà có anh trai bị như thế, anh mua cho anh ấy thùng mì tôm, sao em nấu nước cho anh ấy ăn nhé. Đây là bố bị liệt mất một tay ở chân à? Cháu chào ông nhá. À. Nhập chỗ tai này nè, chỗ thế này bực lên hết. Vâng. Cũng làm gì được. Không làm gì. Bây giờ đi lại là phải dê dê đi à ông? À, đi bỏ đi rồi. Bỏ đi. Làm này rồi. À, đấy, cái này phải tập đấy nhỉ? Vâng. Chân này là bây giờ là... Nó teo hết rồi đấy. Teo hết nhỉ? Mà teo hết chứ. Lớn mà to mà teo hết rồi. Vâng. Có... Nhìn tướng ông này chắc trước cũng phải được 70-80 cân đấy nhỉ? Không, chúc 7-80 đi bộ đội thì có 50 thôi, 52 cân. 52 cân á? Vâng. À, nhìn ông chân dài dài, tưởng là phải cao to. À. Dạ, 1m60. Ừ. Dạ, 1m60. Vâng. Ông bị này thì trước là không đi được hay như nào? Tự nhiên bị hay là như nào? Tự nhiên bị. Tự nhiên bị. Bộ sáng 4 giờ mình dậy ra ngoài từ trạm thái cho là đã tích buồn đi ngoài mà. À. Thì mình đi ngoài tôi về vào trong giường ngủ. Ba một tiếng sau là thấy tê hết không ơi. Tê hết người. Không biết gì nữa. Không biết gì hết. À. Thế là bây giờ vẫn nhớ hết gì? Là, bây giờ vẫn nhớ mà nhưng mà không làm gì được. Tỉnh táo. Ừ. Thế là bây giờ là vẫn nhớ đúng rồi. Ừ. Rồi rồi thì giờ rời ấy, trời rời rời là vâng, thi thoảng giờ rời là mình khó chịu nhỉ? Mà có là không cao mệt lắm.
Thế trước có đi viện không? Ông có đi viện không? Đi. Có đi viện cấp cứu mẹ mà. À, cấp cứu ở viện. Ờ, cấp cứu tầng này, bố anh này đốn đi hai, bố ba. Mình ngồi dốt mấy kia rồi, cháu nó, mà tầng ngồi thằng trong thằng lái chê. Rồi, rồi. Xong đi, đi cấp cứu vài ngày mới tỉnh mà thế thôi, chi mãi. Thế là bị khoảng bao nhiêu lâu thì mới bò đi được như này? Ờ, khỏi một cái là đi được ạ. Ở ngoài bệnh viện bóng mê này thì cũng đến được và đến nhà hết còn 3-4 tháng mới bỏ được. 3-4 tháng mới bỏ được ấy. À, cũng mệt đấy nhỉ. Thế bây giờ là cứ tập đi lại ở đây thôi nhỉ. Chứ khó. Cái này là phải tập đi đấy. Cũng vẫn đi toàn đi thôi. Toàn đi như thế thôi. Vâng. Và đi ấy toàn đi như thế hết. Vất vả nhỉ. Vất vả lắm. Vâng. Đấy các bác, qua thăm hoàn cảnh của em Minh, tức là người bị tâm thần ấy, thì các bác đã biết rồi đấy. Tại gia đình cũng rất là khó khăn, như là mong muốn là có một cái quỹ để nhốt, để anh em ở trong làng bản yên tâm hơn. Vì bây giờ xích này là thi thoảng là vẫn bị tuột nha các bác nhé.